Qua 5 năm triển khai thực hiện chỉ thị số 19 của Ban Thường vụ Thành ủy, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ quốc chính trị xã hội từ quận đến cơ sở đã thực hiện nhiều giải pháp, trong đó có việc tăng cường xử phạt hành vi vi phạm về lĩnh vực môi trường, phát động nhiều phong trào hành động, hình thành nhiều mô hình, cách làm hay, huy động sức mạnh của nhân dân tại địa bàn dân cư, thực hiện cuộc vận động bảo vệ môi trường. Nhiều khu vực về rác lưu cữu được tập trung xử lý, chuyển hóa thành khu sinh hoạt cộng đồng, mảng xanh. Đến nay đã xử lý 78 điểm ô nhiễm về rác thải, trong đó đã chuyển hóa 30 điểm thành khu sinh hoạt cộng đồng như sân chơi thể thao, công viên, vườn hoa, cây xanh. Tại buổi giám sát, các đại biểu cho rằng quận 12 cần quan tâm xử lý nghiêm về vứt rác, vật dụng cũ không sử dụng ở nơi trống vắng vào nhiều thời điểm trong ngày. Bên cạnh đó, tăng cường vai trò trách nhiệm trong tiếp nhận thông tin phản ánh hành vi vi phạm về lĩnh vực bảo vệ môi trường và kiểm tra xử lý kiên quyết theo thẩm quyền quy định. Ngoài ra, trong việc thực hiện xã hội hóa về giao thông, cây xanh, trước tiên xác định những vị trí cần tập trung thực hiện trong năm 2023.